quý vị và các bạn, các cánh nghĩa quân họp ngay ở sân nhà đề nắm. Để nắm thông tin, quân Tây lại lên đánh Lạng Sơn rất to và chiếm thêm nhiều đất phủ Lạng Giang. Nhiều nơi đã quy phục. Quân của quan hai mặt ngựa đã lên đóng ở núi Ba Cây và tráng đinh trong nhà xứ đã được phát cả súng. Để nắm xin các quan thầy cho phép dốc quân Yên Thế đi đánh. Lời phát động của đề nắm đã khơi dậy lòng căm thù của các nghĩa quân đồng lòng quyết tâm tiêu diệt quân quan hai mặt ngựa và đám quân cõng rắn cắn gà nhà, thu lại lòng người, lấy lại dân, lại nước. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Núi rừng yên thế của nhà văn Nguyên Hồng. Cặp mày để nắm lại dớn cao, những nét mặt đâm lặng. Mấy người vội kéo kéo giật giật áo thám, bấm bấm lưng thám. Thám không nhúc nhích, không đưa mắt cho cả cai cừ và cũng không cả nhìn để nắm mà chừng chừng như thấy một cảnh tượng đang hiện hiện. Cai cử cũng vậy. Những cảnh tượng ấy là những việc những người 15, 20 năm trước đây ở trong Nam. Nhất là vừa mới qua khỏi chỉ mới non một năm ở mấy làng đạo sứ Nam Định làm đau xót, dùng giận vô cùng đời bác. Bác gần gần cho thám đủ nghe, cho mình thám nghe. Không được Không nên Không được Không nên Mọi người thoát ngước cả mặt lên nhìn Khi cai cử nhích ra bên đề sạch Xoa xoa xiết xiết hai bàn tay Nhìn đề nắm cất tiếng Thưa với quan đề và chư vị thống lãnh Xin phép cho tôi có một thiền ý Đánh Đánh Phải Ta nhất định đánh Ta nhất định đánh quân Tây, đánh giặc Tây, còn như dân xứ họ thiết nham Người thiết nham là dân ta lương thiện làm ăn Chẳng may có kẻ làm cho mê muội Nó dụ dỗ xúc diệm Nên mới theo giặc tắc oai tắc quái Ta chớ nên xa vào mưu ma trước quỷ Nhúng vào cảnh nồi ra nấu thịt Huynh đệ tương đàn Cướp được súng Phá được làng thì dễ Nhưng không thể nào bằng thu lại được lòng người Mở được tâm người Nhất là ta đang dựng cờ tụ hội mọi người Đuổi giặc lấy lại dân lại nước để nắm sững người chớp chớp mắt và dướn cao thêm lông mày quay hẳn đầu lại nhìn cái người gầy xương đầu chọc quấn dài khăn sòng sọc màu đỏ mắt sáng và ngược ngạo ít ai như thế không có súng ống gì cả chỉ một thanh phạm ôm bên vai ai vậy người ngô xá hay long cốt không phải ạ à? bác ấy họ xa với chú thám mới đem con đến ngụ cư dưới trũng thống lịnh nối nhời để nắm rồi tự hỏi Thằng thám được người như thế này mà mình chẳng biết gì cả để nắm gật gật ngụ cư ngụ cư thế thầy trước ở đâu có được theo hầu quan lớn nào không cai cừ ngẩng cao mái tóc hoa dâm và cặp mắt lên trông thẳng vào mặt để nắm và cũng như trông khắp các hàng chiếu và hàng quân. Bẩm quan đề, kẻ hèn mọn con, đời ông đời cha, vốn người yên dũng, đi tha phương cầu thực, lâu nay lại tìm về quê cha đất tổ, đi gồng thuê gánh mướn lần hồi, chẳng may gặp buổi loạn ly, vợ ốm chết, bỏ lại một con thơ. Nghe nói trên đây đất lành cỏ đậu, thì bố con đưa nhau lên để nhờ bóng các quan, các cụ trên này, chứ có được theo hầu các chức vị nào đâu không phải không phải nhà người không thể giấu nổi mắt ta đâu cứ như cung cách ăn nói này thì nhà người phải là để nắm nheo nheo mắt cười à ra thế ra thế thôi được thôi được nhưng chắc hẳn thầy đã phải luyện tập tinh thông võ nghệ nên cánh thám có cả súng tây mà lại để thầy đi đánh tay vo với thanh phạm thế kia bẩm quan đề có súng ống được phát xuống ống càng quý, không thì dùng giáo mát gươm đao mà đánh tây đánh giặc. Khí giới lợi hại còn là ở cái tay của mình, ở cái trí của mình. Tâm trí nhói hẳn lên để nắm 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 bàn tay lại. Ta đã đi nhiều nơi, tiếp ở nhà nhiều khách, nhưng chưa được thấy một khẩu khí nào như của người này. Hay là cơ trời đã chuyển cho ta trong cuộc hội quân này, giờ mới được gặp người sỏi để nắm càng nhìn sâu vào mắt cai cử cao giọng thầy tên là gì bẩm bẩm tên là yên ạ à. à yên thầy yên này như ý thầy thì ta phải đánh nhưng không đánh vào xứ họ đạo thiết nham thì phải đánh vào quân tây đóng ở đồi ba cây đánh vào toán quan hai mặt ngựa như thế chứ như thế chứ hở thầy yên để sạt càng như bị một cục lửa bỏng thúc vào gan ruột thế là để nắm bỏ không đánh thiết nham khi nghe thêm cái thằng cha vơ chú váo này đây không không thể như thế được nếu không triệt hạ xứ họ thiết nham không động đến cả cha xứ cũng như các dân bên đạo thì cũng phải nhân cuộc nghĩa quân vừa đông đảo và nhiều súng ống mà đánh một trận to để vừa thêm thanh thế vừa cho mọi người hạ dạ rồi giết đi hay bắt được cái thằng xào càng hay bắt thằng xảo đi đưa lên yên thế đóng cọc chói nó mà xẻo từng miếng lưỡi nó ra bắt nó nói lại này theo đạo theo tây thì làm ăn yên lành sung sướng này theo đạo theo cướp thì cửa nhà tan nát con cháu khốn khổ khốn nạn phải phải xẻo từng miếng lưỡi cái thằng chó mõ đã đến cả bọn thợ cầy làng mình và trầu ăn trầu uống ngày rỗ ngày tết thế mà nay nhảy lên bàn độc đưa quân Tây lên đây hét ra lửa. Vừa nhủ thầm để sạt vừa nhìn cai cờ tròng trọc, Mà chỉ có thám biết. Nghe để nắm hỏi, cai cừ lại đưa mắt cho thám, lặng lặng hồi lâu mới nói. Bẩm quan đề hà và chư vị thống lãnh, phép dùng binh thì tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Quân của quan hai mặt ngựa, những hơn 60 tay súng lính Tây và lính nón đĩa, đạn dược từng bao từng hòm, đã từng đi đánh các nơi và lên đánh trên ta là quân mạnh còn sứ họ thiết nham tráng đinh chỉ có hai khẩu súng tây với mấy súng kiếp dùng giáo mát mà lại kém hẳn ta là quân yếu vậy mà ta lại bàn định đánh vào quân của quan hai mặt ngựa thì khác chi ta hút đều vào đá nhưng trong chỗ mạnh chỗ khỏe này cũng có khúc yếu khúc hèn nếu mà ta biết ta đánh thì ta cả đề sạt thống lệnh và những cánh quân khác đầu chằm chằm trong cánh quân của thám thám vẫn cau cau đôi mày cặp môi bặm bặm với ý nghĩ trên đây nghĩa quân chia làm ba cánh xuất trận một cánh đến đón đường núi mỏ thổ lối lên cao thượng một cánh áp bên kia sườn nhà xứ họ thiết nham và đường từ sông cầu và tỉnh bắc ninh lên một cánh sẽ đánh thẳng vào trại quan hai mặt ngựa mọi người đều nốt nóng không những chỉ ăn cơm thường bữa tối nay mà còn nắm cơm đi theo đề phòng còn phải đánh nhau với quân Tây, đánh đuổi hay từ nhiều mặt tỏa xuống vây bọc. Để nắm đốc quân cánh này cùng cai cừ, thám và 20 tay súng, hơn 30 tay giáo mát. Thám với năm tay súng người của mình và của cánh Ngọc Lý quen thuộc thung thủ, đi trước để xem xét binh tình, rồi vào trận. Trăng lặn từ lâu, trời sao mở xương và khí đất, cây cối ẩm mục, côn trùng dên gì đầu đầu tiếng nai tiếng hoãng sắp đến núi mỏ cánh quân của đề nắm tách ra đi vòng chân núi để đến chỗ quân tây đóng trại quãng này vốn không mấy người qua lại lâu nay lại đồn có hổ về nên càng hoang dậm tối bưng lấy mắt vậy mà cả bọn vẫn bước phăng phăng chừng như cái lối mòn đã ngập cành lá mục nát không có chút gì làm vướng vấp và những vệt sáng xanh nhập nhòe đôi chỗ lóe lên càng làm cho người đi rõ hướng. Bằng giày năm xưa, chú cháu ta vẫn phải chạy đói, chạy chóc nã, phải bỏ hương yên lên sơn Tây rồi sang Bắc Giang đây. Bằng giờ năm thìn, mẹ nó nở thằng cu trọng và chú ta lần này kịch bệnh quá, nhắm mắt không còn thể ở với cháu nhớn cháu bé với dòng dõi máu mủ của mình. Ba năm, hai mươi ba năm, 30 năm. Hơn 30 năm. Chà, đúng 43 năm. Cái cảnh bãi chợ tỉnh nhà, ông nội bị chém treo ngành. Những ngày bật tin tức bố, rồi bỗng được biết bố bị bắt đóng củi dài vào trong kinh, chờ án chém. Nhưng sau được tha và trốn biệt, và hình như chết năm giấy loạn trên đỉnh Sơn Tây hay bên tỉnh Bắc. Bao năm chú cháu phải mai danh ẩn tích luồn lút trong các chợ, hết tỉnh này sang tỉnh khác. Thơm, thơm, à, thám, thám. Chú những tưởng cháu đã mấy lần chết trên tay chú và thành nắm đất lên đường trong mấy kỳ dịch xã và đói kém có nơi ăn cả thịt người ấy. Chú theo à, ai cứu chú cháu mình khỏi ngục tử tù ở Phủ Quốc mà cả hai người đều bị tra tấn đến kiệt sức mà chỉ chờ không tháng trước thì cũng tháng sau cũng lại là ma không đầu. Trương Văn Thám Kìa, Trương Văn Thám Trong tay người là khẩu súng lắp những năm viên đạn đấy. Ở bao da thắt lưng người lại có những 20 viên nữa. Bên cạnh người, kẻ trước, người sau ngươi là các tướng lĩnh, nghĩa quân. Người đã được đi trận. Ngươi còn phải đi trận. Ngươi còn phải lập công. Ngươi lập bao nhiêu công? Hay chẳng may có chết trận chắc nữa? thì cũng không phải là bóng tối mà như một quả núi gì sáng loá vập vào mắt thám thám không bàng hoàng cũng không giật mình càng quăng quắc mắt trông phía trước môi bập lại tâm trí lại phát họa tiếp những việc những cảnh sắp diễn ra trên quả đồi kia trên cả đất yên thế trên nhiều nơi nữa mà thám thấy không thể nào để một bọn người khác máu tanh lòng kệ quân mạnh súng nhiều muốn đánh cướp chiếm đoạt bao nhiêu hay làm gì cũng được. Cũng như trước đây, không thể nào để ngữ nữa trên ngai trên sập, cái triều đình vua quan lười biếng tham ác, sống dâm dật xa xỉ, không còn biết đến các nông nỗi đói khổ lầm than của dân của nước đã đến cùng cực. Chỉ cướp thêm súng, chỉ bắn, chỉ dụ quan hai quan ba giặc tây thôi à? Thám nhắc lại câu cai cử lúc nãy nói với mình, mắt càng quắc lên đề nắm cai cừ và 20 nghĩa quân đến sườn đồi phía tây chỗ mặt ngựa cắm trại. Bãi đầy cây cối không to không nhiều nhưng xin mua mọc rậm và có nhiều mua đá, nhiều hốc khố. Thắm dẫn toán mình phục cách đấy một quãng xa trong mấy bụi rậm từ đây trông sang đến bên kia rất rõ. Có ba vọng khác, một ở mỏm đồi trước mặt nơi nghĩa quân chiếm lĩnh, một ở đằng sau dãy liều vải căng dưới những gốc cây một ở mé đồi có lối xuống đường và đi sang các làng gần nhất là khu nhà thờ xứ họ hai vọng tả hữu cắt cho lính nón đĩa vọng sau lều quân lính tây ngủ là đốc canh có một lính tây và hai lính nón đĩa cứ khoảng khắc hai tên trong bọn này lại đi vòng đến hai vọng kia để kiềm canh và hết một canh thì một lính tây và bốn lính nón đĩa dưới lều lên thay phiên cho cả ba vọng gác Gió khuya mỗi lúc một mạnh, đêm càng mịt mùng. Tiếng vạc bay qua càng làm nhiều nghĩa quân bồn chồn thịt da dần dật. Ở cái lều chứa các đồ lề và bọn lính phục dịch của mặt ngựa, nhất cửu đang đắm mình trong một cơn như mê như tỉnh. Lúc ở nhà, chùm xào cùng hắn sửa soạn, khiêng các đồ đi lễ Tây. Nhất cửu đã nhất định không uống không ăn gì để giữ mồm giữ miệng với mặt ngựa. Vậy mà không thể giữ được chùm xào bưng cả hũ rượu thuốc rót hai chén vạn và kéo cái mâm tú hụ một đĩa thịt bê bì vàng thui và còn nhễ máu tươi thái nhỏ mỏng bay trộn với đỗ tương giang giã thính bày với một đĩa tương gừng và một đĩa khấu đuôi lợn thằng quỷ nọ gọi bưng lên tiết canh nhưng nhất kiều phải gạt đi vì thấy ở sau liếp gian bên cặp mắt lươn của mận cứ nhìn mình nhoi nhói sau khi nó đặt mâm quay đi để lại cả một hơi da, hơi thịt, hơi yếm, hơi khăn, hơi tóc và cái lưng, cái bắp đong đưa mà cách đây gần chục năm rồi đã mấy lần nhất cửu tưởng như mãi mãi phải là của mình, ngày đêm phải ở bên người. Thì khốn nỗi, nó nửa là em vợ, nửa là vợ bé của xào đấy. Nhưng cả anh chị nó đều có tiền. Thằng anh chỉ lớn phướn ở ngoài tỉnh, ở trên huyện, ở chợ nọ chợ kia. Vậy mà có món kiếm bằng tiền, người ta làm đổ máu mắt ra cũng không được. Còn con chị thì hơn đong kém bán và nuôi lợn. Nhà hai vợ chồng, năm đứa con và cô em rông dài. Nhưng bữa ăn nào cũng không thịt thì cá. Cơm nhà quan cũng chỉ đến thế. Và lại con chị nó giữ nó ghê lắm. Cho dẫu nhất cừu có là chó rái, nhưng ở bên đời lại có vợ thì nó không thể nào bán linh hồn cho ma quỷ để mất phép thông công. Cái con mận 31, 32 tuổi, da rẻ vẫn như mận chín kia, đã nháy nháy cặp mắt lươn và gật gật cái khuôn mặt bầu bầu ra hiệu cho nhất cửu tìm cách ở lại. Lệnh của mặt ngựa đã chuyển dân sứ họ, lại khiêng đổ lễ đến chỗ quân nghỉ. Có thần thông biến hóa hay mưu trước gì nữa, nhất cửu cũng không thể mong được. Và lại nếu có được vào đóng trong này Thì một chó đói Chứ cả cái con ba nhi Toàn những chó đói kia Nó tha gì mận Và mận cũng thừa hơi sức cân tư Thôi Của không ăn thì còn đấy Hôm nay không được Thì để hôm nào nó xuống tỉnh đi chợ Đi lễ Ta sẽ tìm nó Và lần này Thằng nhất cừu sắm cho nó một thứ gì đấy Mà nó không chịu nhận Thì chí ít Hai đứa cũng phải đi chợ Vào quán Ăn tiêu cho thật ra tuồng. Nhất cửu đã phải đỡ luôn hai chén vại rượu thuốc của Trung xào. Lúc về vào mâm với lính trắng, uống cả từng bát. Vậy mà khi dọn bàn cho mặt ngựa, hắn còn phải uống một góc chai rượu nước đặc của chùm xào biếu quan. Mà quan uống cũng phải bỏ mứa. Nhất cửu nằm lăn ra ngủ ngay khi có lệnh tắt lửa chạy. Nhất cửu mê và mê. Cơn mê thế nào lại có cảm mận và đúng là mận đánh bộ cánh xuống tỉnh đi lễ, còn nhất cửu thì đóng bộ đi lễ, chủ nhất vừa đầu kỳ bay. Nhất cửu thức giấc khi tiếng vạc bay ngang qua trại. Khát như khô sang trong người và đắng miệng như ngậm mật. Nhất cửu loạn choạng sờ sẫm bình con nước, thì mà mẹ đứa nào đã tu nhẫn chỉ còn mấy giọt. Rõ ràng thằng gác ở dưới sườn đồi không những không hề dám đứng yên, chợp mắt và để tâm để trí đi đâu hết. Vậy sao bỗng nó bị vật ngửa ra và bị hai bàn tay giữ hơn móng vuốt hùm beo thiết lấy cổ nó thế này. Và khẩu súng nó đang cầm thì lại ở tay một người thích lưỡi thanh phạm vào mạng mỡ nó. Mày chỉ hơi quẫy là đi chầu Diêm Vương ngay. Khai ngay, khai thật ngay, khai thật ngay bố quan hai nhà mày và thằng cai nhất nhà mày nằm ở lều nào. Khai. Rồi tao xin phúc cho Còn được về nhà với bố mẹ vợ con Thám cưỡi lên ngực nó Lắc lắc đầu nó Không dám để thám hỏi thêm Vì thấy chỉ chậm chạp một tí thôi Cũng đủ tắc thở và bẹp ngực mất Thằng gác xanh mắt Cố lấy hết sức để cất lên rảnh giọt Bẩm ông Bẩm quan Bẩm ngài Bẩm các quan Bẩm ở ở cái liều to dưới gốc cây ạ à? Thằng nào Thằng nào bẩm các quan quan tây quan hai tây còn cai nhất bẩm cai nhất cũng ở lều to bên phải bên cái mô đá ạ thám lột áo nó trói chặt nó còn miệng nó thì tọng cả cái cạp quần của nó xé ra khi hai thằng lính đốc canh và đổi gác cho nó vừa đến thì cả hai đứa cũng choáng váng bị vật ngửa như thế chúng không được khỏi han gì mà cũng bị trói đóng hàm bịt miệng Vừa khủng khiếp, vừa mừng tưởng đã rụng rời chân tay, nhìn lại hai khẩu súng mình tuy bị cướp nhưng mạng mình vẫn còn, và bên tai ù ù câu nói. Liệu sớm mà tìm đường về quê quán với bố mẹ vợ con làm ăn kể cấy, và phải bảo với bà con họ mạc dân làng, một là không được theo Tây, không được đi lính cho Tây, không được làm việc cho Tây để hại dân hại nước. Hai là có ai có thể lên nhập với nghĩa quân thì lên, có khí giới thì cũng tốt không cần mang tiền bạc gì cả. Ba là người người phải làm sao tìm các cách che chở cho nghĩa quân, làm tai làm mắt cho nghĩa quân, của ít lòng nhiều, đóng góp cho nghĩa lớn, mau thành, nước nhà sớm lấy lại, thoát cảnh ngựa châu nhục nhã. Qua những búi rậm, bọn thám đã lần đến chòi đốc canh. Từ đây chỉ còn hơn hai chục bước là chỗ đóng liều quan hai mặt ngựa và liều nhất cựu. Thám bảo Bắc Tân mang ba khẩu súng về nộp cho quan đề hạ và dặn lại. Khi nào thấy thám nổ súng chỉ thiên thì cứ từ chỗ có lều gần đó mà hạ lệnh cho các tay súng phía bên kia nổ dồn đạn. Và nếu đây bắn lại hỗn loạn thì càng bình tĩnh mặc cho quân các lều đổ xa mà bắn đón, bắn tỉa. Dưới một gốc cây cụt buộc túm một tấm bạt, mở những các ô, phủ cả những cành lá cỏ tươi thằng lính Tây đổi canh đúng là đang thiêu thiêu ngủ. Nó ngồi dạng háng, đầu ngoẹo vào khẩu súng có lúc nghiêng nghiêng rồi lại dựng thẳng. Không biết là bao nhiêu lúc nó đã vùng lên vằng lại để có thể bập nổ cò súng mà đạn muốn vào ai vào đâu thì vào. Sau khi lưỡi thanh phạng bổ trượt từ mang tay xuống vai nó và hai cánh tay và hai bàn tay của thám vẫn giữ như móng vuốt hùm beo thiết lấy cổ nó, vật nó ra nhưng vì người nó đã to béo, lại cao lớn, lại ở trong cơn mê hoàng, nên nó còn lồng lộn hơn cả châu mộng bị ghi, giữ lúc rạch giao thiến. Mẹ kiếp, thế nào cái nồi cháo thịt nhà bếp nó để lại ăn sáng nay, chả như nhão các xương sầu rồi. Phải làm một bát lấy lại sức, không thì cứ say đến ngày mai mất. Nhất Kiều lưu siêu đứng lên, mắt hoa đầu nặng, nhưng vẫn không để va chạm thứ gì nhất cừu khom khom lần lần ra khỏi liều men men định đến cây rãnh gần đấy đái một bãi rồi hãy sang liều bọn nhà bếp chợt hắn sững người hắn thấy gai lạnh sợn sợn gai lạnh sợn sợn không phải vì ra gió vì quá rượu để đến nôn oẹ có tiếng như rú như nghẹt và thình thịch ở tròi đuổi canh đúng có bóng người mà không phải bóng quen bóng thuộc bóng thường ba bốn cái bóng nhấp nhỏm ấy đúng là đang vật nhau còn hai bóng khác thì ma quỷ ơi là ma quỷ đang quỳ đang quỳ như ngắm súng vào lều của cả quan hai và lều hắn nhất cửu toan kêu lên để báo động nhưng nghĩ ngay mình mà chu lên thì lập tức không ăn đạm thì cũng ăn dao ăn phạng hắn bèn cứ để nguyên không sắn quần sắn cung gì cả mà vẫn ngồi im để rồi chống tay lùi dần về lều đúng lúc thám bắn phát chỉ thiên thì mặt ngựa choàng dậy còn là láo cá của nó Lay lay chân nó Thở không ra hơi Ú ú nói Quan lớn Quan lớn ơi Chúng nó Quân chúng nó Mặt ngựa qua lấy súng ngắn Bắn ba phát Và thét chuyển lính kèn báo động nổ súng ngay Và chuẩn bị ra cả ngoài để xung trận Liền năm phát đạn phầm phập bắn vào lều Một viên sượt qua hàm mặt ngựa Mặt ngựa quệt vội máu Rồi hô tất cả đám lính cậu Bắn trả lại hắn vừa khom khom ra khỏi liều với nhất cửu thì một loạt đạn từ sườn đồi bên kia chiếu chiếu phạt sang đưa khẩu súng tây vừa cướp được kia cho ta thầy yên ơi thầy lấy súng của ta mà bắn trước đề nắm vừa gọi cai cừ vừa nổ đạn với cây súng mới cai cừ đón lấy khẩu súng của đề nắm đưa nhưng bác không bắn vụt mà lăm lăm chờ trông thấy rõ hẳn một hai thằng tây để làm một phát xuyên táo cho sướng cho hạ phía đồi lối sang làng thiết nham để sạch nóng gian cả người khi nghe thấy đúng là tiếng súng của bọn mình đang bắn và trong khu nhà xứ không biết bao nhiêu đuốc đã bật hồng những tiếng kêu tiếng thét tiếng gọi dâm gian cả vùng mặc dầu cửa làng vẫn đóng sau hảo lũy chỉ thấy dầm dập tiếng người qua lại để sạch cũng nhằm vào một chỗ lửa sáng mà nổ đạn cánh thống lĩnh đóng ở lưng núi mỏ thù cũng trồm trồm chờ lệnh cho xuống đánh tiếp ứng nhưng không hiểu ông nắm còn suy tính sao mà vẫn cứ bảo nghĩa quân khoan khoan để còn nghe ngóng binh tình cả phía trên nhà nữa